Công an huyện Gia Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 22 tháng 10, 2014, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo luật định đối với hai đối tượng Nguyễn Hữu Đạm, 17 tuổi, và Trần Xuân Dần, 16 tuổi, cùng ở xã Trung Sơn, huyện Gia Linh, vì đã phá hỏng thiết bị đường sắt. Trước đó, sau khi nhận được tin báo về việc tấm kính của các cột đèn tín hiệu tại km 602, cộng 330, thuộc địa phận thôn An Xá, xã Trung Sơn, huyện Gia Linh, bị phá hỏng. Công an huyện Gia Linh đã vào cuộc xác minh. Qua công tác rà soát các đối tượng tại địa bàn, lực lượng công an phát hiện đạm vài dần có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận đã bốn lần dùng ná cao su bắn vỡ các tấm kính trên các cuộc đèn tín hiệu. Cuộc đèn tín hiệu tự động được đặt tại khu vực các điểm giao nhau giữa đường sắt với đường dân sinh, không có rào chắn ánh sáng của các tấm kính trên cột đèn cảnh báo tự động này có chức năng dùng để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ biết có tàu hỏa đi qua nhằm chủ động đảm bảo an toàn phòng ngừa tai nạn giao thông tuy nhiên chỉ vì thiếu hiểu biết mà các đối tượng này đã phá hỏng chúng